Lọ quá. But I'm stronger. Bọt lọ quá. Đi rồi. Ôi con lính cho máu trời ơi. Cao lên anh, đứng trước cái mặt nhà lính á. Ừ. Đó, đập một con lính. Đập chiêu một đi. Ui dồi ôi. Đấy, hay rồi. Có như vậy thôi, gọi vô hồi máu xong ra. Má có như vậy á không? Ra. Em nghĩ không chỉ, chắc là anh Công đứng sau nhà chính tập anh đi quá. Nó dễ mới liền ra mà không biết quýnh luôn. Về đi, về đi. Tốt rồi. Dạ. Đúng qua. Out in meta. Quýnh má cái cơ bản nhất của một cái quýnh thôi luôn, còn đéo biết nữa sao mà quýnh. Công kìa. Nó mất lâu rồi ăn được con á. Mất lâu ESU rồi. Ăn đi. 3 quýnh 3. Trả ra kè góc đi, Lubu ra lấy góc đi. Ê lão kìa. Thôi bỏ. Nó nhanh đi. Đúng rồi. Tỏi nó có chừng chỉ. Mẹ mày cút nữa rồi. May quá lồn mày ngu. Lùi luôn ăn, lùi luôn, lau xuống. Lùi lau nháy hoài nó đúng ăn lau lắm. Bắn được không anh? Mày bị khùng lồn cái gì vậy? Lão à? Lên luôn, lên luôn. Từ nè, tại anh ta tiên sâu đầu của nó nè. Má ông gì nào, ông lùa rồi, ông lùa sớm quá vậy. Ông cho đứng nó ngắm, xong tôi bắn nó không vô. Ông lùa đi sớm vậy. Vào được không? Một tên. Này nè. Không cần. Nè, được á. Có chiêu 2, kè luôn. Thủ luôn nha, thủ ra. Lão à, bắn đi luôn, đỉnh quá. Đánh mà má toàn thánh. Ngủ đây, ngủ đây. Má anh Công đánh game, anh Công sẽ chết anh Công. Đánh mạnh mẽ lên nào. Chết nữa, anh sao nó đấm anh bao nhiêu đàn. Long trời lỡ đất. Lâu thể hiện à. Con tinh công này có sắc tinh chuẩn anh em ơi, đam to lắm. Đam nó giật trên dây to. Ăn tinh công để giao tranh thôi. Tinh công meta này, tinh công giao tranh anh em à. Meta này kinh công giao tranh á. Nó không phải kinh công được, má đẩy đường rồi. Nó có đẩy đường luôn. Bắn vô trụ cái nó câm lặng 3 giây trụ. Tèm nó một con lâu biết chơi game mà. Tèm nó quýnh có hay đâu, má quýnh vừa thế trận quá quýnh mà. Quýnh sụp bòn kiểu cảm giác. Má đi tới cái lùm xong bị tem nó mẹ bắn mất máu cái chạy luôn. Ném tiêu luôn, nhường cho ta cái lùm đó luôn. Cái mẹ nó lấy cái lùm đó nó ép đĩa luôn cái đường mình. Nếu mà mẹ nó dùng chiêu để giết support lại hết chiêu, mẹ tem mở con bát tới là tem nó thua. Giờ chỉ có như vậy thôi, hoặc là hai bên nhường lùm cho nhau. Choose your lane. Má mày lùm nó đần á, mày lùm nó đần chừng chị hụt á, chừng chị như con tám cho máu hay nhiêu á, bắn cái ăn luôn.
Em nó bị lag em ơi. Lag nó đánh gà bị lag. Gà của mày không thấy muốn chiêu đâu. Ok Phi nha, Phi đứng vô đây hack map cái bốn anh em bị ban chung á. Lên. Alo, ai lên không? Ai lên không kìa? Alo. Đó, hack map, hack map mày quên lắm. Hack map chắc luôn á. Cứ chuyện là biết rồi. Anh em biết sao con support á, support nó đầu game á, người ta không có đồ, người ta không có đồ, không có những support lẹ đâu, nhưng chậm lắm. Đừng sợ chết, còn lết lết em quýnh cẩn thận lên tí là được. Lết lết giữa em có chừa mấy chiêu mấy chục bò mà có chịu nhảy anh em chừa lại. À đi đi anh. Từ má mạnh, bay đi lên trước với má Minh AD sớm quá khó chơi. Cáp à, cáp đi, cáp Arum không đẹp. Cáp đi, cáp Helen ngon này. Thôi má giờ tay không lên không biết quýnh sao luôn. Má nhìn thằng cầm đánh. Má nhìn cầm đánh bực luôn á. À bị con gian lết quá nha. Ê suy gà nãy chắc tem nó cày lỗ giái luôn quá. Mẹ tem nó nãy có một phát win được mà tem nó không win. Quá dễ. Sợ mỗi ngộ không. Để đóng cái chòi nữa bắn quý hết. Quý 2 ca tư. Chà này nó không có tăng. Chào mừng đến nó rỉa ngon. Đem nó rỉa ở gớm. Bên ra đây cặp Lily đúng không? Đúng khỏe luôn. Con Aroma phải đổi thành con Helen nó mới ngon. Không phải có tem mình là tem mở combat. Còn để tem nó mở combat tem mình thua. Tem mình kiểu đầy máu thì mở combat luôn. Còn để nó mở, để nó cấu máu cái mình mở là có khi nào nó vào bộ đồ không ha? Bỏ ra. Cứ vậy. Không sao, nó mà tân lính mình ăn được blue là mình lời. Mẹ nó má nó mạnh quá. Ủa thôi, tao muốn xem ra này đúng mạnh luôn.